nghĩ rằng mình mở ra một cái cơ sở kinh doanh và nghĩ rằng mình là một ông chủ, mình là một giám đốc công ty, nhưng thời gian bù lại thì họ phải quẩn vào cái công việc đó, ôm đồm hết tất cả mọi công việc, họ không bao giờ giao công việc cho ai cả, cứ sợ rằng là những người xung quanh là làm việc không tốt bằng họ, dẫn đến là họ cứ lao vào công việc ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, và lúc nào trong cái tư duy của họ, họ cứ nghĩ rằng mình là ông chủ, nhưng thực ra đó là không phải, đó là người làm thuê chính cho bản thân họ. Chào tất cả mọi người, hôm nay là chủ nhật thì Quang có một chút thời gian để hôm nay Quang sẽ nói đến cái chủ đề, đó là ta phải xác định được chúng ta làm chủ hay làm thuê. Rất là nhiều người sai lầm, lầm tưởng là mình là một người làm chủ, nhưng thực ra trong cái sâu sắc là trong cái sâu xa nó đó không phải là người làm chủ mà đó chính là làm thuê. Thì hôm nay Quang sẽ phân tích làm chủ là gì, làm thuê là gì. Có rất là nhiều người ấy cứ nghĩ rằng mình là một chủ cơ sở kinh doanh, nhưng người ta bị quẩn vào cái công việc đó đến hết cả cuộc đời. Đấy, làm gì ạ? Quẩn vào cái công việc đó đến hết cả cuộc đời. Rồi làm gì ạ? Người ta làm tiền để làm gì ạ? Thì đi khi mà hết cuộc đời rồi thì tiền đâu có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đấy, rất là nhiều người mắc phải sai lầm mà không thoát ra được khỏi cái vòng quay lẩn quẩn này, và cứ nghĩ rằng mình là một người chủ nhưng thực ra là không phải. Nên là họ rất là họ quẩn vào cái công việc đến hết cả cái cuộc đời, họ kiếm tiền và đến hết cả cái cuộc đời thì về già, thì lúc đó thì cái tiền làm ra thì nó không còn ý nghĩa gì nữa, già rồi làm gì mà có sức để mà đi du lịch, đi hưởng thụ nữa. Đấy, nên là cái sai lầm này rất là nhiều người gặp phải mà người ta không chịu học hỏi để tìm cái cách thoát ra. Cuộc sống chúng ta phải có những cái thời gian để chúng ta đi những cái nơi đẹp, để chúng ta ngắm cảnh, hoặc là chúng ta ăn ở những cái nhà hàng sang trọng ấy, hoặc là chúng ta đi du lịch, thích chỗ nào thích ngày hôm nào, thích ngày nào thì đi ngày đó, đó mới là cuộc sống. Cái chủ đề này rất hay mà hầu như mọi người ít người quan tâm, là vì họ cứ nghĩ rằng là cái vấn đề này đơn giản, nhưng thực ra những cái đơn giản nó sẽ giúp cho chúng ta thành công rất là nhanh. Đấy, chúng ta biết cách và chúng ta thoát ra để làm gì ạ? Mọi người cứ nghĩ công việc kinh doanh nó như là một cái cỗ máy in tiền. Làm gì ạ? Cỗ máy in tiền. Đấy, khi chúng ta tạo ra được cái cỗ máy in tiền đó mà chúng ta là người đích thân để mà bấm cái nút in tiền đó thì chúng ta đâu có thời gian để mà đi làm những công việc khác. Nên là mọi người phải xác định được đâu là chủ doanh nghiệp. Đấy, người chủ doanh nghiệp người ta thường là làm gì ạ? Người ta không có mặt ở công ty, người ta giao quyền hạn cho tất cả mọi người ở trong công ty, và làm gì, người ta dành thời gian để người ta đi làm những cái việc khác, làm những cái việc ông chủ đam mê. Quang lấy ví dụ rất là nhiều người sai lầm về cái việc làm chủ này. Thứ nhất là đó là mở một cái shop áo quần, thứ hai đó là mở một cái cửa hàng tạp hóa, thứ ba đó là mở một cái quán cà phê. Đấy, thường thường á, những cái người sau này rất là sai lầm, đó là cứ nghĩ rằng mình mở ra một cái cơ sở kinh doanh và nghĩ rằng mình là một ông chủ, mình là một giám đốc công ty, nhưng thời gian bù lại thì họ phải quẩn vào cái công việc đó, ôm đồm hết tất cả mọi công việc, họ không bao giờ giao công việc cho ai cả, cứ sợ rằng là những người xung quanh là làm việc không tốt bằng họ, dẫn đến là họ cứ lao vào công việc ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, và lúc nào trong cái tư duy của họ, họ cứ nghĩ rằng mình là ông chủ. Đấy, nhưng thực ra đó là không phải, đó là người làm thuê chính cho bản thân họ. Đấy, họ không có cái thời gian để mà đi tận hưởng cái cuộc sống này. Cái này rất là nhiều người sai lầm. Vậy thì làm cách nào để chúng ta thoát khỏi cái vòng quay này? Thì Quang sẽ cho mọi người một cái từ khóa, đó là hệ thống hóa. Đấy, hệ thống hóa là gì ạ? Là chúng ta phải biết giao cái công việc lại cho tất cả mọi người để chúng ta thoát ra khỏi cái mô hình kinh doanh. Mọi người cứ nghĩ như thế này, mô hình kinh doanh nó là một cỗ máy in tiền. Làm gì ạ? Một cỗ máy in tiền. Mọi người phải biết tạo ra cái cỗ máy đó tự động, đấy, tự động in tiền cho mình. Còn nếu như mà bắt mình phải đứng ra để người bấm nút in thì còn gì là cỗ máy tự động nữa. Cái bí quyết ở đây đó là chúng ta phải biết tạo ra cái cỗ máy in tiền. Đấy, khi mà chúng ta tạo ra được cái cỗ máy in tiền và chúng ta giao lại cho người khác để người khác đảm nhận cái cỗ máy in tiền của chúng ta, xong là chúng ta tiếp tục tạo ra thêm cái cỗ máy in tiền nữa, và chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta không bị cuốn vào cái thời gian
vào cái công việc đó nữa, là giúp cho ta có được cái tự do về thời gian, làm những điều chúng ta thích và đi những nơi chúng ta thích. Giống như Quang trước đây, Quang rất là sai lầm, Quang đi làm Quang mở ra cái mô hình kinh doanh đấy, Quang kinh doanh hoa, rồi Quang kinh doanh khắc dấu chữa cháy đấy. Thì khi mà đăng ký kinh doanh xong thì mình là giám đốc thì cứ ngờ rằng mình là ông chủ, nhưng thực ra là trong cái công việc đó là Quang vừa làm giám đốc, vừa làm bán hàng, vừa làm người thiết kế, vừa làm người in ấn đấy, vừa làm người khắc dấu đấy. Thì đó đâu còn là ông chủ nữa đâu, đó chính là Quang làm thuê cho chính bản thân mình. Quang không thể thoát ra được khỏi công việc đó nếu như mà trước đây Quang không biết được cái công thức này, công thức thoát ra này đấy. Thì lúc thì đến bây giờ hiện tại thì doanh nghiệp của Quang chắc chắn nó vẫn y ệt như vậy. Vì sao? Vì Quang chỉ làm một mình đấy, một mình Quang làm sao mà phát triển được. Nên là có cái bí quyết đấy, có cái bí quyết hết là chúng ta phải biết cách tạo ra cái mô hình kinh doanh của mình một cách tự động chạy, tự động cái doanh nghiệp mình nó tự hoạt động, không cần phải có mặt của mình đấy. Cho dù mình ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này thì công ty và doanh nghiệp của mình vẫn hoạt động được đấy. Thì chúng ta phải biết cách giao việc và biết cách thuê người, làm gì ạ? Thuê người để làm cái công việc hiện tại cho chúng ta đấy. Mà vì đó là trước đây một cái doanh nghiệp của Quang phát triển gần một năm trời thì chỉ được 2 nhân viên phát triển, đi phát triển lại cũng chỉ được 2 nhân viên. Nhưng bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì Quang đã biết có một cái công thức đấy, công thức là đó là xây dựng cái hệ thống tự động. Thì Quang đã làm gì ạ? Từ cái doanh nghiệp 3 người bây giờ lên là gần 40 người ạ. Đó, bao nhiêu? 40 người đấy. Mà Quang rất là rảnh rỗi về cái thời gian của mình, thời gian Quang rất là rảnh rỗi, Quang dành thời gian những cái công việc kinh doanh là Quang giao lại cho những cái cấp quản lý công ty, ban giám đốc cho công ty. Và Quang dành cái thời gian của mình để làm gì ạ? Để Quang đi mua đất để Quang làm những cái việc tạo giá trị cao, tạo ra cái giá trị cho doanh nghiệp. Nên là Quang có thể thời gian của Quang rất rảnh, Quang thích thì Quang đi mua đất, mà Quang không thích thì Quang ở nhà. Nên là những cái người hiện tại đang kinh doanh những cái mô hình nhỏ lẻ hoặc là những cái công ty thì chúng ta phải phân biệt được là chúng ta cần phải chúng ta là người làm chủ hay là người làm thuê. Thì người làm chủ tức là chúng ta tự làm thuê cho bản thân mình. Trong cái kim tự đồ của bộ sách Robert Kiyosaki là có cái kim tự đồ đó là người làm công, người làm tư và người làm chủ và chủ doanh nghiệp, người làm chủ và nhà đầu tư đấy. Thì có 4 dạng người: dạng người, người làm công, người làm tư, người làm chủ và nhà đầu tư đấy. Thì mọi người phải định hình được là mình đang là người nào đấy, mình đang là người làm thuê hay là mình đang là người làm tư. Người làm tư tức là mình chủ những cái doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ, và chủ những cái mô hình kinh doanh mà mình đích thân mình làm đấy, đích thân mình làm. Ví dụ như là mình mở quán cà phê thì đích thân mình là người pha chế và đích thân mình là người tính tiền, thì đó là người làm tư đấy. Đấy không phải là người làm chủ. Rất là nhiều người cứ tưởng rằng mình đang ở vị trí người làm tư này là mình cứ tưởng rằng là mình là người làm chủ, nhưng thực ra là không phải. Người làm, nếu như mà người làm chủ phải nhảy qua cái bước này, bước thứ 3 đó là chủ doanh nghiệp đấy. Chủ doanh nghiệp là gì? Là người để mà xây dựng ra cái hệ thống đấy, người xây dựng ra cái hệ thống, xây dựng ra một cái bộ máy kiếm tiền đấy, đó gọi là chủ doanh nghiệp. Mà chủ doanh nghiệp thì người có rất là nhiều tiền và xây dựng cái hệ thống tự động đấy, xây dựng một cái cổ máy in tiền, và họ không cần phải đặt tay mình vào cái cổ máy đó, và cổ máy đó cứ in tiền cho họ đều đặn. Thì đấy là mới chính là chủ doanh nghiệp đấy. Rất là nhiều người sai lầm giữa này là chủ doanh nghiệp đấy. Nên là mọi người nếu như biết cái khái niệm này rồi thì mọi người hãy bắt đầu là chuyển đổi từ cái việc tự làm tư, giao việc cho người khác, và chúng ta sẽ trở thành một chủ doanh nghiệp. Nhóm thứ tư đó là nhóm nhà đầu tư đấy. Nhà đầu tư thì Quang không nói trong cái buổi hôm nay. Nhà đầu tư tức là những cái nhà đầu tư, những cái người có rất là nhiều tiền, người ta bỏ tiền đầu tư vào cho một ai đó, và người ta một ai đó xây dựng cái hệ thống, xây dựng một cái mô hình kinh doanh và tạo ra cái lợi nhuận, thì nhà đầu tư đó sẽ được hưởng cái lợi nhuận, đó là cái nhà đầu tư đấy. Còn cái này là chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp là người tự tay xây dựng ra một cái hệ thống và người ta làm chủ cái doanh nghiệp đó. Thì hiện tại Quang đang ở bước 3 này. Quang đang là một chủ doanh nghiệp và Quang đang xây dựng một cái hệ thống bền vững, để xây dựng một cái hệ thống nó trôi chảy, nó làm việc như một cái bộ máy, nó làm việc một cách là suôn sẻ đấy. Thì khi mà Quang xây dựng được cái hệ thống và Quang đóng gói lại một cái mô hình kinh doanh đó, thì bắt đầu Quang tiến tới là mở những cái chi nhánh khác ở tất cả các tỉnh đấy, thì đấy mới là chủ doanh nghiệp. Còn nếu như mà ngày hôm nay bạn đang làm một cái công việc kinh doanh nào đó, bạn đang mở cái
quán tiệm tóc hay là bạn đang mở cái trụ sở báo quen đấy, mà chỉ đích thân bạn là người bán hàng thì đó không phải là người, đó không phải là chủ doanh nghiệp. Tất nhiên bạn mình kiếm được tiền, nhưng bù lại bạn sẽ mất đi cái thời gian của mình và mất đi cái thanh xuân của mình, vì cái thanh xuân của bạn bạn lao đầu vào bạn kiếm tiền đấy, thì còn gì là cuộc sống nữa. Cuộc sống này chúng ta cần phải đi hưởng thụ, đi tận hưởng những cái tinh hoa của trên thế giới này đấy, nên là chúng ta làm trước sau gì cũng làm, chúng ta phải học cách làm thông minh. Thì để xây dựng hệ thống như thế nào thì Quang có cái chương trình học online của Quang, Quang sẽ chia sẻ cho mọi người từ cái công việc từ cách thức làm thế nào để chúng ta trở thành một nhà đầu tư, cách thức thế nào để chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp. Doanh nghiệp là gì? Chúng ta cách thức để chúng ta làm chủ doanh nghiệp của mình chứ không phải là người làm tư đấy. Thì trong cái khóa học chuyên sâu này Quang sẽ chỉ cầm tay chỉ việc cho mọi người, cầm tay chỉ việc cho mọi người để mọi người là xây dựng một cái hệ thống, xây dựng một cái cổ máy kiếm tiền cho mình đấy, để mọi người không bị phụ thuộc vào cái mô hình đó nữa, và mọi người sẽ được tự do về thời gian đấy. Mà cái thời gian là cái quan trọng nhất, khi mà thời gian trôi đi thì chúng ta không thể lấy lại được. Tiền chúng ta có thể kiếm được nhưng cái thời gian mất đi thì chúng ta không thể nào lấy lại được, nên cái thời gian là cái tài sản quý giá nhất đấy. Và cái sức khỏe nữa, khi mà chúng ta lao tâm vào cái công việc nào đó thì chúng ta sẽ mất đi cái sức khỏe của mình. Cái thời gian và cái sức khỏe là hai cái thứ rất là quan trọng mà chúng ta không biết trân trọng và quý giá nó, thì khi mà nó mất đi thì chúng ta không thể lấy lại được. Giả sử khi mà bạn kiếm rất là nhiều tiền rồi, đến khi bạn vào nằm viện đấy, thì cái số tiền bạn kiếm được bạn bỏ vào cái tiền viện, và lúc đó bạn muốn ăn những cái món ngon thì cũng không có sức mà ăn đấy. Thì nên là đừng có lao thêm vào cái công việc, mà hãy học cách làm gì ạ, xây dựng một cái hệ thống để xây dựng một cái mô hình kinh doanh cho nó hoạt động, cho nó hiệu hoạt động mà không cần có mặt của bạn, để bạn thoát ra khỏi công việc này, để bạn là tự do về cái thời gian, để bạn đi du lịch, để bạn hưởng những tinh hoa của cái cuộc sống này. Quang hy vọng sau cái live stream hôm nay là những cái người ôm đồm vào những cái công việc mà tự mình kinh doanh đấy, thì mà ngay từ bây giờ đấy hãy thoát ra, hãy thuê những cái người khác để về làm thay công việc của mình. Tha mình kiếm nếu như bạn kiếm 10 triệu từ cái mô hình kinh doanh đó, thì tha bạn thuê một cái người khác, bạn về bạn trả 7 triệu cho người đó và bạn kiếm 3 triệu thì vẫn tốt hơn là bạn lao đầu vào để bạn làm vào cái công việc đó. Thì nếu như bạn thuê một người khác về làm thì bạn sẽ được tự do với cái thời gian của mình, thì bạn có thể đi làm những công việc cao hơn đấy, đi làm những công việc mà gọi là đi đầu tư đấy, bạn sẽ có cái thời gian rảnh rỗi hơn. Nên là cái thời gian để bạn làm gì ạ? Để bạn ở bên gia đình, bạn chăm sóc cho gia đình của mình, để bạn đi chơi, bạn đi du lịch. Qua cái live stream này Quang rất là hy vọng là mọi người biết cách để mà thoát ra khỏi công việc của mình. Còn nếu muốn cách làm như thế nào, muốn Quang cầm tay chỉ việc để giúp cho xây dựng một cái doanh nghiệp từ 3 người lên 30 người, thì mọi người có thể đăng ký cái chương trình học online của Quang. Thì cái tuần tới nữa Quang sẽ thứ bảy tuần tới nữa Quang sẽ dạy về cái chủ đề đó là chúng ta cách thức để chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp mà không cần có mặt của mình đấy. Thì ai quan tâm thì hãy inbox riêng cho Quang, thì cái học phí là 30 triệu đồng đấy, là được Quang cầm tay chỉ việc trọn đời, và mọi người được tham gia vào cái cộng đồng làm gì ạ, tham gia vào cái cộng đồng những cái con người khát khao làm giàu để chia sẻ những cái cơ hội đầu tư cùng nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong khi live stream này Quang chỉ nói cái hướng định hướng cho mọi người, chắc Quang không thể nói cái cách thức làm được, vì cách thức làm Quang đã bỏ rất là nhiều tiền để Quang đi học từ những người thầy, nên Quang không thể chia sẻ ở đây được. Nếu như mọi người muốn cách thức làm như thế nào để chúng nó thoát ra khỏi, thì mọi người hãy đăng ký cái chương trình học online của Quang đấy. Học làm gì, học online hoặc học trực tiếp từ Quang, mà học trọn đời, học đi học lại, học trọn đời đấy. Và Quang sẽ cầm tay chỉ việc dẫn dắt cho mọi người để làm gì mọi người, để mọi người phát triển cái doanh nghiệp của mình từ 3 người lên 30 người một cách nhanh nhất. Quang xây dựng một cái doanh nghiệp từ 3 người đấy lên gần 40 người chỉ trong vòng 6 đến 7 tháng đấy, mà doanh nghiệp vận hành rất là trơn tru, rất là trôi chảy, hàng tháng kiếm rất là nhiều tiền mà Quang không cần phải bỏ công sức nhiều đấy. Thì Quang trong cái khóa học Quang sẽ chia sẻ cách thức để cho mọi người làm thế nào để chúng ta xây dựng một cái bộ máy nó trở nên không cần phải có mặt của ta. Nên là mọi người có thể quan tâm tới khóa học này thì mọi người có thể là inbox đến cho Quang. Trước đây là vé học 15 triệu mà 10 người đăng ký đầu tiên, thì hiện tại là đăng ký trên 15 người rồi, nên là cái giá học phí hiện tại là 30 triệu. 30 triệu này là bao gồm là mọi người sẽ được học về đầu tư bất động sản đấy. Ít có người nào mà dạy đa nghề như vậy. Quang sẽ
hướng dẫn cho mọi người cách thức đầu tư bất động sản, và Quang sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức để xây dựng một cái doanh nghiệp phát triển. Quang sẽ hướng dẫn cho mọi người tư duy làm chủ và làm thuê đấy, giúp cho mình có cái thời gian rảnh mà vẫn kiếm được tiền đấy. Thì Quang sẽ chia sẻ cho mọi người đằng sau Quang là quán cà phê của Quang, và Quang đâu có quan tâm, Quang đâu có kênh bỏ thời gian vào cái quán cà phê này đâu. Quang giao thuê quản lý, Quang giao việc lại tất cả cho mọi người, và Quang rảnh rỗi lên như Quang chỉ tới đây như một khách hàng đấy, như một khách hàng ngồi uống cà phê, nhưng tiền của nó vẫn đổ về từ Quang hàng tháng. Kiếm tiền nhanh thì chúng ta phải kiếm bao nhiêu, nhiều kết luận chúng ta phải thứ nhất là trở thành một chủ doanh nghiệp đấy, lái tiếp trước Quang ở nữa rồi. Mà những cái người giàu người ta thường xây dựng một cái mô hình kinh doanh để làm gì, để khi mà có cái dòng tiền là người ta đổ vào cái tài sản đấy. Thì Quang sẽ dạy cho mọi người cách thức để xây dựng một cái mô hình kinh doanh hiệu quả, và sau đó khi mà chúng ta có tiền rồi thì chúng ta tiếp tục đi đầu tư, trở thành một nhà đầu tư đấy, nhà đầu tư, và chúng ta đi mua những cái bất động sản, và những cái bất động sản nó tăng giá thì sẽ giúp cho chúng ta giàu một cách nhanh nhất. Nên là nếu như chị muốn học thì chị đăng ký học làm răng kiếm được nhiều như em, chị đi theo với ok theo thì chị trong khi học viện là em không giấu giếm bất kỳ một cái kết thức nào em làm cả. Nên là mọi người khi mà mọi người vào cái học viện được em chia sẻ và dẫn dắt đấy, thì và một cái người gọi là mentor, là một cái người tư vấn, khi mà mọi người có những cơ hội đầu tư nào đó thì mọi người có thể úp lên cái học viện, và Quang là người trực tiếp phân tích cái cơ hội này, cơ hội đó là xem thử là nó có nên đầu tư hay không. Thì Quang là người phân tích, và những cái luật sư của công ty của Quang sẽ vào để phân tích những cái cơ hội đầu tư để làm gì ạ, để mọi người ra cái quyết định đúng đắn nhất. Nên cái số tiền học bỏ ra thì chắc chắn cái chất lượng nó, cái chất lượng và cái thời gian Quang đem lại cho mọi người rất là nhiều. Lúc nào Quang cũng theo sát và trả lời hết những cái thắc mắc của học viên. Đấy, để làm gì ạ? Để chúng ta tránh những cái trường hợp đầu tư sai lầm. Khi mà chúng ta đi đầu tư sai lầm, nó mất tiền rất là nhiều, và nó mắc là cái vốn của mình, và mình không có những cái cơ hội khác thì mình mất đi những cái cơ hội đầu tư khác. Nên là trong cái chương trình học này thì Quang là người cầm tay chỉ việc cho mọi người, và có một cái bộ máy luật sư, pháp lý và trợ giảng sẽ giúp đỡ mọi người tận tình cho đến khi nào mọi người trở thành một cái nhà đầu tư lão luyện. Đấy, lão luyện tức là chúng ta mua nào lời đó, mua nào lời đó. Đấy, nếu như mà cái chương trình học không hay thì Quang cam kết và trả lại tiền cho mọi người. Không đúng cái giá trị, khi mà không đúng cái giá trị số tiền mọi người bỏ ra thì Quang cam kết rằng là Quang sẽ trả tiền lại cho mọi người. Có hai cách mọi người có thể theo Quang học. Cách thứ nhất là mọi người vào cái học viện của Quang. Cách thứ hai đó là mọi người vào công ty của Quang làm. Đấy, thì có hai cách như vậy. Vào công ty Quang mình chia sẻ những kiến thức đầu tư, kinh doanh. Đấy, hoặc là mọi người không có thời gian làm việc, mọi người mà làm cái công việc khác thì mọi người tham gia vào cái học viện, thì mọi người sẽ được đồng hành cùng Quang. Trong cái live stream này Quang chỉ định hướng cho mọi người, đó là chúng ta phải biết làm chủ là gì, chủ doanh nghiệp là gì, người làm tư là gì, để chúng ta thoát khỏi cái vòng quay lẩn quẩn như vậy. Quang sẽ kể cho mọi người một cái câu chuyện ba mẹ của người làm trong công ty của Quang. Đấy, thì phụ huynh hai vợ chồng đó mở ra một cái tiệm tạp hóa rất là lớn. Thì hai vợ chồng này kinh doanh từ sáng đến đêm, làm gì ạ, từ sáng đến đêm mà kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng bù lại cái thời gian của họ mất đi rất là nhiều, từ mất đã gần 30 năm để mở ra quán tạp hóa, hơn 30 năm, 20 đến 30 năm để Quang nhớ là như vậy. Đấy, mất đi 30 năm tuổi thanh xuân của mình để đổi lại những cái đồng tiền. Khi mà họ già đi, họ nhìn lại để khi họ không còn cái thời gian để mà không còn cái sức khỏe để mà hưởng thụ được cái đồng tiền đó thì kiếm tiền để làm gì. Đấy, mọi người nên nhớ kiếm tiền để làm gì. Nên là phụ huynh này là hiện tại là bắt đầu là chuyển qua theo cái lời tư vấn của Quang thì bắt đầu là chuyển qua để mua bất động sản. Thì khi mà mua được cái bất động sản ấy, thì cái thu nhập từ cái bất động sản tăng giá nó cao gấp nhiều lên. Đấy, thu nhập cao rất gần như là cả năm doanh thu của cái tiệm tạp hóa đó. Đấy, chỉ cần một cái bất động sản nó tăng cái lợi nhuận thì gần như chuyến thu bằng cả năm cái tạp hóa đó. Đấy, thì bắt đầu là hai vợ chồng ngồi nhìn ra là bắt đầu trở thành một cái nhà đầu tư, vẫn làm tiếp cái công việc bán tạp hóa, nhưng là bắt đầu chuyển dần qua nhà đầu tư để làm gì, để thoát ra khỏi cái công việc tạp hóa đó, để đi tận hưởng cái cuộc sống, để đi du lịch. Nên là mọi người phải hiểu được là làm tư là gì, làm chủ là gì, để chúng ta tránh những cái sai lầm, lầm tưởng rằng khi mà chúng ta đang làm tư thì chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta là một ông chủ. Đấy, thực ra không phải. Khi mà chúng ta làm tư tức là chúng ta làm thuê cho chính bản thân mình. Đấy, chúng ta phải bán cái thời gian của cuộc đời mình để đổi lấy những cái đồng tiền chúng ta kiếm được.
thì nó không xứng đáng một tí nào cả. Cái doanh nghiệp của Quang hiện tại cái quỹ lương hàng tháng lên tới 200 triệu. Đấy, ở cái tỉnh Quảng Trị này mà doanh thu lương ạ, chắc cái tiền lương á và cái tiền mặt bằng chi phí một tháng 200 triệu mà Quang rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất là nhẹ nhàng, có công thức để mà làm gì ạ? Quang thích lương nhiều. Đấy, Quang rất thích là trả lương nhiều cho nhân viên. Trong cái chương trình học Quang sẽ chia sẻ trực tiếp cho mọi người. Nếu ai có cái câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi, còn không thì Quang kết thúc livestream. Chị Viên Đăng có thể đăng inbox riêng cho em. Trong cái học viện mọi người sẽ Quang sẽ cho mọi người xem cái học viện này. Đấy, trong cái học viện đầu tư này. Đấy thì đấy là học viện đầu tư, thì trong này là những câu hỏi thắc mắc và những cái bài học được Quang úp lên đây. Rất là nhiều bài học, rất là nhiều bài học mà Quang úp lên đây và mọi người có thể học đi học lại. Đấy, nhất là những cái ví dụ thực tế mà Quang đã làm thì Quang sẽ úp lên đây. Và những cái kỹ năng gì cần, để những cái mô hình nào cần thì Quang úp lên đây. Đây, những cái buổi học live stream là Quang sẽ lưu lại đây và học viên có thể học đi học lại. Và khi mà có những cái thắc mắc thì mọi người bot lên đây thì mọi người Quang sẽ trả lời trực tiếp cho mọi người. Nếu như không còn câu hỏi nào thì Quang xin kết thúc cái live stream này. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành thời gian buổi sáng chủ nhật này để xem live stream của Quang. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái live stream tiếp theo. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.